Hello, xin chào anh chị và các bạn. Minh Toàn bắt đầu là đi vào trong đảo Tuần Châu. Chính vì thế Minh Toàn quay lại video này để anh chị hiểu thêm, để có thêm cái kinh nghiệm cũng như là bổ sung vào cái cuộc hành trình du lịch của anh chị sắp tới. Đây, về đảo Tuần Châu thì Minh Toàn vào đây và ở đây có một cái bãi tắm mới. Thì Minh Toàn xin phép là vào trong bãi tắm này để xem, như là gửi đến anh chị một số cái hình ảnh luôn. Từ Tuần Châu đi vào nó khoảng gần một cây là chúng ta rẽ trái vào cái bãi tắm mới này. Đây là người đầu tiên được xem các cái hình ảnh về Tuần Châu nói riêng và về Hạ Long nói chung. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí. Và nhấn vào biểu tượng cái chuông để là mỗi khi mà kênh có những video thú vị sẽ gửi đến anh chị và các bạn. Đây là bãi tắm mới của đảo Tuần Châu. Bãi tắm mới khá là đẹp luôn. Bây giờ mới là 4 giờ hơn ngày chủ nhật, cũng vì thế mà cái lượng người chưa tắm ở đây nhiều. Ở đây là người ta chưa cho tắm luôn đấy anh chị. Khu vực thì đang thi công nguy hiểm, cấm tắm. Đây là bãi tắm mới của Tuần Châu. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ khoảng 38-39 độ C đấy anh chị. Đây, Tuần Châu rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn. Một cái bãi tắm mới luôn. Nhà ở đây đang xây dựng rất là nhiều. Anh ơi, cho em hỏi bãi tắm này là chưa được tắm hả anh? Bãi tắm phụ ấy à? Nhà mà tắm. Cái này thì chắc thì năm nay cũng chưa tắm rồi nhỉ? Vâng, cảm ơn anh. Đấy, bãi tắm này là chỉ dành cho khách khách VIP ấy, như kiểu khách VIP ấy. Đây có cái resort đây, khách nước ngoài ở rất là nhiều luôn. Nếu mà anh chị mà muốn tắm là chúng ta sẽ vào trong cái khu ở trung tâm nhé, chứ chúng ta không được tắm ở đây đâu. Về kinh nghiệm du lịch của đảo Tuần Châu, Minh Toàn có nói một số cái video. Thì nếu anh chị mà muốn biết những cái kinh nghiệm đấy, chúng ta có thể xem thêm các video. Và tiện thể đây Minh Toàn cũng chia sẻ một số cái điều là khi mà vào du lịch Tuần Châu thì ở đây, ở trong này thì anh chị có thể nghỉ ngơi ở trong này, cũng có cái các nhà hàng khách sạn để phục vụ cho anh chị nếu anh chị nghỉ chân dừng lại. Thường thường thì đảo Tuần Châu, người ta vào đảo Tuần Châu là mục đích chủ yếu là để đi tàu ra các cái vịnh, ra vịnh Hạ Long. Bởi vì còn lại là nếu mà du lịch Tuần Châu thì người ta xuống dưới cái bãi biển, bãi cháy mới để người ta tắm, chứ người ta ít khi mà vào đây người ta tắm biển. Tuy nhiên cũng có những người thích vào Tuần Châu
và cũng nơi đây cũng là một cái lượng nơi thu hút cái lượng khách rất là lớn. Tuần Châu cũng đang xây dựng một số cái điểm, chẳng hạn như thác nước nhân tạo, rồi sông nhân tạo để thu hút cái khách du lịch. Bây giờ nếu mà anh chị mà muốn đi ra Vịnh Hạ Long thì chúng ta có thể là chúng ta chỉ có xuống Tuần Châu để chúng ta đi tàu ra Vịnh Hạ Long thôi. Chỉ cái đợt trước là ở Bãi Cháy có bán vé tàu để đi ra Vịnh, nhưng mà hiện giờ thì là chỉ có bán ở Tuần Châu thôi. Đây, các cái căn biệt thự này khá là mát mẻ anh chị. Trước mặt chúng ta là một cái cung gọi là cung Ca Heo. Cung Ca Heo nơi đây biểu diễn các cái Ca Heo. Còn đây là cái thác nước nhân tạo. Cung này là cung Ca Heo, biểu diễn Ca Heo. Và thi hoa hậu biển là cũng thi ở trong này, cái cung này luôn anh. Đây là trung tâm, đi đường đi vào trung tâm của nó này. Còn phép là đi xuống dưới biển dưới này, chúng ta rẽ trái ở đây, chúng ta đi xuống biển. Đây cũng đưa qua để anh chị biết luôn. Đây mình toàn đi một đoạn nữa để anh chị có thể rõ hơn. Bởi vì cái đoạn này là đoạn Hạ Long Park, Tuần Châu Park. Ở đây cũng có khá là nhiều trò chơi cho các bạn trẻ và các trẻ em. Đây, Tuần Châu Park. Nó giống như kiểu Hạ Long Park đấy anh chị. Đây là câu lạc bộ Ca Heo Tuần Châu Park. Cảng hành khách quốc tế thì chúng ta đi thẳng ra đằng kia để chúng ta ra cảng hành khách quốc tế, còn chúng ta tắm biển thì chúng ta đi xuống dưới khu vực này. Đấy, ta đi xuống khu vực này để tắm biển. Đấy, mình toàn chỉ phép đi thẳng này. Lúc này mình toàn đi ra xuống biển đấy, nhưng mà bây giờ mình toàn đi thẳng đấy để cho anh chị hiểu thêm, nhằm giúp anh chị hiểu thêm về đảo Tuần Châu để bổ sung cho cái chuyến du lịch sắp tới của anh chị. Khi mà chúng ta vào Tuần Châu và chúng ta muốn đi Vịnh là chúng ta vào cái cảng hành tàu khách quốc tế Tuần Châu để chúng ta mua vé, chúng ta lên tàu, chúng ta ra Vịnh. Châu phát triển khá là mạnh, bây giờ đang xây dựng rất là nhiều cái nhà đẹp luôn. Đây, trước mặt chúng ta là cái cảng tàu khách quốc tế. Còn khu vực này là khu vực bãi biển. Có cái phần từng phi cơ kìa để bay trên biển, đi dưới nước. Bãi tắm là nó nằm bên dưới đây anh chị. Lúc xưa mình toàn không xuống tắm biển, nhưng mà hôm nay nó nóng quá.
có cái sân cát này để cho các bạn trẻ hoặc các công ty đối nhóm để tổ chức các trò chơi. Để mà xem thêm các video về Tuần Châu thì anh chị xem thêm trong danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long và Cuộc Sống Quảng Ninh ở trong kênh anh chị mà đang xem ở đây, để anh chị có thể hiểu thêm và bổ sung thêm những cái chuyến lịch trình du lịch của anh chị. Và anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được theo dõi các video mới thú vị khác anh chị nhé. Video này Minh Toàn cho phép dừng ở đây. Xin chào anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo.